Như các bạn đã biết, sự kiện Black Swan, đế chế Luna USD sụp đổ vào tháng 5 năm ngoái. Và kéo theo đó là hàng chục tỷ USD vốn hóa bị cuốn ra khỏi thị trường crypto. Và cũng là bắt nguồn cho cơn khủng hoảng thanh khoản kéo dài suốt mùa hè 2022, khiến thị trường crypto chịu thiệt hại nặng nề. Thì các dự án làm về Layer 1 và từng làm mưa làm gió trên thị trường cũng đã chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Phantom không còn quá hấp dẫn và thu hút người dùng sau khi Andrei Conte rời đi. Cardano vẫn mãi ì ạch với hệ sinh thái DeFi của mình. Tron vẫn đang chật vật dựa vào USDD. Solana thì sau đó liên tục gặp phải nhiều những cái biến cố liên quan đến sàn SEC là FTX và quỹ đầu tư Alameda Research sụp đổ. Một số dự án khác thậm chí còn đang cố gắng vùng vẫy khi chuyển mình thành Layer 2. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn ấy, vẫn có những dự án mới ra đời mang trong mình nhiều tiềm năng to lớn, nên đến những kỳ vọng lớn lao nhằm hiện thực hóa blockchain dilemma sau Solana. Cái tên mà mình muốn nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Sui và Aptos. Hai dự án liên tục thông báo những cái vòng gọi vốn thành công hàng trăm triệu đô với định giá lên đến hàng tỷ đô trong quý 3, quý 4 2022 vừa qua, với tham vọng khẳng định lại vị thế của các Layer 1 trong giai đoạn tới. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, lần này người ta lại gọi Sui và Aptos là những Solana Killer thế hệ mới. Vậy tại sao lại có sự so sánh như vậy? Tại sao không phải là Ethereum Killer như những lần trước? Và liệu Sui lẫn Aptos có tái hiện lại được những thành công của Solana trong quá khứ hay không? Thì để hiểu sâu hơn về này, thì hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Solana có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều nhà đầu tư trong thị trường crypto. Một blockchain non-EVM ra đời vào năm 2017 bởi Anthony Yakovenko dưới dạng một bản white paper chi tiết về một khái niệm consensus mới có tên là Proof of History. Một giao thức có thể sắp xếp thứ tự các giao dịch một cách tự động và nhanh chóng. Theo thời gian, Solana đã có những bước phát triển vượt bậc để vươn mình sánh ngang với lại Ethereum, và Solana Summer 2021 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công và tiềm năng của nó. Hiện nay, Solana Labs vẫn là tổ chức phát triển chính của Solana Blockchain, cùng với Solana Foundation, tổ chức phi lợi nhuận ở Zerg. Vai trò của Solana Foundation và Solana Labs đối với lại blockchain này có thể hiểu giống như là vai trò của Ethereum Foundation với lại là Consensus đối với lại Ethereum vậy. Aptos là một nền tảng blockchain Proof of Stake Layer 1 thế hệ mới, được phát triển tập trung vào khả năng mở rộng và tính bảo mật của blockchain. Aptos được thành lập bởi Aptos Labs, đồng sáng lập bởi Mo Sakhalin là CEO và Ari Ching là CTO. Cả Mo và Ari cùng với một số thành viên khác trong team đã làm việc cùng nhau tại Meta trong dự án blockchain Diem. Sau đó họ cùng nhau thành lập Aptos Labs để tiếp tục xây dựng công nghệ mà họ đã phát triển ban đầu tại Diem. Trong năm 2022, mặc cho thị trường crypto nói chung đã trải qua một năm vô cùng tồi tệ, nhưng Aptos vẫn thành công trong việc hoàn thành hai vòng gọi vốn với số tiền lên đến 350 triệu đô la, với sự tham gia của nhiều cái tên lớn trong thị trường như Multicoin Capital này, Hash này, Tiger Global này, Coinbase Venture rất là nhiều. Cũng chính Aptos là dự án đã đưa con sốt Aerox quay trở lại thị trường vào tháng 10 năm ngoái, sau khi chốt sổ Aerox cho người dùng vào đúng phút chót. Vào thời điểm ấy, ước tính mỗi ví đạt điều kiện có thể nhận được khoảng 2.000 đô la. Aptos có thể xử lý đến hơn 130.000 giao dịch mỗi giây nhờ vào cơ chế Parallel Execution, giúp cho người dùng cuối chỉ phải trả chi phí giao dịch thấp. Bên cạnh đó, việc lập trình sử dụng ngôn ngữ Move, một ngôn ngữ phát triển dựa trên Rust, có thể giúp Aptos thu hút được rất là nhiều developer từ các hệ sinh thái blockchain sử dụng nền tảng và ngôn ngữ Rust như là Solana này, Near này và Polkadot. Tương tự như Aptos, Sui là một nền tảng blockchain non-EVM Layer 1 thế hệ mới, chú trọng vào khả năng mở rộng và bảo mật của blockchain, cùng với đó là giảm độ trễ trong việc thực thi các smart contract. Đội ngũ xây dựng Sui Aptos là Mr. Lab. Đây cũng là một dự án được xem như là trỗi dậy từ đống tro tàn của Diem giống như Aptos, với nhiều thành viên trước đó là thành viên chủ chốt về engineering và phát triển sản phẩm của Meta. Trong năm 2022, Sui đã hoàn thành hai vòng gọi vốn trị giá hơn 350 triệu đô la của mình, dẫn đầu bởi nhiều những quỹ đầu tư danh tiếng như A16Z, Binance Labs, Jung Crypto. Đặc biệt, vòng gọi vốn Series B huy động thành công đến hơn 300 triệu đô và tạo được nhiều tiếng vang lớn trong cộng đồng. Sui cũng sử dụng ngôn ngữ lập trình là Move. Tuy nhiên thì họ đã phát triển thêm một chút để tạo ra một phiên bản Sui Move cho chính mình nhằm tối ưu đối với lại các thể loại GameFi hay là NFT. Về Solana, Rust là ngôn ngữ lập trình chính cho Solana. Nói một cách đơn giản thì Rust là một ngôn ngữ lập trình cấp thấp và đa dụng, tập trung vào sự an toàn và đơn giản hiệu suất. Nó giúp giải quyết các vấn đề mà C hay C++ đã phải vật lộn trong một khoảng thời gian dài để xử lý, như lỗi bộ nhớ này hay là lỗi chạy các chương trình song song. Vậy tại sao Tolly lại lựa chọn Rust làm ngôn ngữ lập trình chính cho Solana? Trong những năm trở lại đây, Rust đang trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng và phổ biến trên thế giới, nhờ vào việc nó có thể chạy trên đa nền tảng này, trên nhiều hệ điều hành phổ biến và tạo ra được cả những ứng dụng chạy trên chúng. Rust có khả năng quản lý bộ nhớ tốt,
hỗ trợ cho các ứng dụng song song cùng tốc độ xử lý giao dịch cao. Nhờ vào Rust mà Solana có thể xử lý một khối lượng lớn giao dịch, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho blockchain bảo mật và đáng tin cậy hơn nhờ vào đặc tính ownership của Rust. Bên cạnh đó, Tolly cũng đã từng chia sẻ rằng việc lựa chọn Rust, một ngôn ngữ lập trình khác và tương đối phức tạp hơn so với Solidity của Ethereum, vào thời điểm bây giờ còn mang nhiều mục đích khác. Điển hình là việc thu hút đội ngũ dev tài năng và chuyên nghiệp để xây dựng một cái hệ sinh thái vững mạnh và phát triển cạnh tranh với chính Ethereum hơn là chỉ đơn thuần là tạo ra EVM blockchain khác và copy tất cả mọi thứ từ Ethereum về. Cả Aptos và Sui đều sử dụng ngôn ngữ lập trình chính là Move, từng được sử dụng bởi dự án Diem của Meta khi trước. Move là một ngôn ngữ lập trình được phát triển dựa trên Rust, tập trung vào tính an toàn và bộ nhớ để có thể cung cấp tính minh bạch cho các giá trị bất biến và ngăn cản rò rỉ dữ liệu của bộ nhớ. Aptos sử dụng ngôn ngữ Move nguyên bản từ dự án Diem lúc trước. Trong khi đó, Sui đã cải thiện và thêm thắt một chút để tạo ra một phiên bản Sui Move phù hợp hơn đối với lại mục đích sử dụng của blockchain này, đó là tập trung vào GameFi và NFT. Cơ chế này của Sui được gọi là Object-Centric Model, tức là Sui Move sẽ chia các loại tài sản thành object, trong đó có 3 loại chính. Thứ nhất là Owner Object, được sở hữu bởi một chủ sở hữu cụ thể và chỉ có thể được sửa đổi bởi chính chủ sở hữu đó. Thứ hai là Share Object, có thể được thay đổi, không có chủ sở hữu cụ thể và có thể được đưa vào các giao dịch của các bên liên quan mà không cần bất kỳ sự cho phép nào. Và cuối cùng là Read Only Object, là không có chủ sở hữu cụ độc quyền, không thể bị thay thế bởi bất kỳ ai sau khi được published và có thể được sử dụng trong các giao dịch bởi tất cả những cái người dùng liên quan. Ok, việc phân loại các loại tài sản thành nhiều cái khác nhau như vậy có thể giúp Sui tối ưu được cái tốc độ xử lý này, thời gian giao dịch đối với lại các NFT này, vật phẩm game. Điều này phù hợp với định hướng phát triển về NFT và GameFi chủ đạo trên Sui. Nói tóm lại thì so với cả Rust và Solidity thì Move là một ngôn ngữ lập trình mới và tương đối là khó học hơn so với hai loại trên. Chưa kể vẫn còn có sự hạn chế về mặt tài nguyên và cộng đồng. Tuy nhiên, với cái lại khả năng xử lý song song được thừa hưởng từ Rust kết hợp với lại độ bảo mật cao, Move có thể giúp mạng lưới blockchain tăng thông lượng đáng kể kể cả những lúc cao điểm, phù hợp với yêu cầu của người dùng. Trước khi đi sâu hơn vào sự khác biệt về cơ chế hoạt động giữa Solana, Aptos và Sui, thì hãy cùng mình nhìn lại 8 key feature mang đến sự độc nhất và nổi bật của Solana. Thứ nhất là Proof of History, Tower Byzantine Fault, Gulfstream, Turbine, C-Level, Pipeline, CloudBreak, Achiever Distributed Ledger Storage. Trên đây là 8 công nghệ cốt lõi của Solana, giúp blockchain này có thể đạt thông lượng mạng lưới lên tới hơn 65.000 giao dịch mỗi giây. Solana có thể tối ưu hóa hiệu suất của toàn bộ mạng lưới trên tất cả các node. Thông qua việc sử dụng Proof of History, giúp các validator node của Solana có thể tạo ra các block tiếp theo mà không cần phối hợp với những cái block trước. Proof of History có thể hiểu đơn giản là một chiếc đồng hồ được các node trong mạng lưới Solana sử dụng chung để có thể thống nhất được thời gian chỉ ra các giao dịch. Đặc biệt, Proof of History không phải là một cơ chế đồng thuận như Proof of Stake hay Proof of Work. Thay vào đó, nhiệm vụ chính của Proof of History là cải thiện cái thời gian xác nhận thứ tự giao dịch thực tế. Thì blockchain của Solana hoạt động dựa trên sự kết hợp của Proof of History và Proof of Stake. Proof of Stake sẽ cho phép các validator node xác minh các giao dịch dựa trên số lượng Sol staking. Trong khi đó, Proof of History sẽ cho phép quá trình xác minh giao dịch diễn ra một cách nhanh chóng. Ngoài lề một chút thì mình sẽ giải thích sơ qua về cơ chế đồng thuận của Solana. Thứ nhất, Tower BFT là một biến thể của Practical BFT. Practical BFT là một cái cơ chế đồng thuận, trong đó đòi hỏi là có ít nhất 2/3 node trong mạng lưới phải thực hiện đúng với chức năng và không cố tình đưa ra giao dịch sai. Thì 1/3 còn lại trong trường hợp là bị lỗi hoặc là không trung thực thì mạng lưới cũng sẽ giữ được sự đồng thuận và liên tục được thực hiện các giao dịch. Và để làm được điều này thì các node phải liên tục giao tiếp với nhau và chứng minh cho nhau là mình trung thực. Thì điều này sẽ dẫn tới việc là tốc độ xác minh giao dịch sẽ bị lâu và kéo dài. Tower BFT sẽ khắc phục điều này nhờ vào Proof of History. Các giao dịch đã được sắp xếp một cách trật tự, cho nên các node sẽ không cần là giao tiếp và kiểm tra lẫn nhau mà vẫn có thể dễ dàng đạt được sự đồng thuận trên toàn mạng lưới. Cả Aptos và Sui đều là những blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận là Proof of Stake với các validator Stake Native Token, ở trong trường hợp này là Sui với lại Aptos, để nhằm thực hiện những cái chức năng gọi là vận hành mạng lưới và xác thực giao dịch. Cả Aptos và Sui đều có cốt lõi là thuật toán đồng thuận BFT. Tuy nhiên, giữa hai dự án vẫn có những cái sự khác biệt nhất định. Đầu tiên là về Aptos. Aptos sử dụng công nghệ block STM hay còn gọi là Software Transactional Memory và giao thức đồng thuận Aptos BFT dựa trên cơ chế đồng thuận được phát triển bởi đội ngũ Diem và Diem BFT. Sự kết hợp giữa hai công nghệ này giúp cho mạng lưới Aptos có thể tăng thêm cả thông lượng kể cả trong những cái khoảng thời gian cao điểm. Về mặt Sui thì Sui có nhiều điểm đột phá hơn. Một trong số đó là việc loại bỏ những cái cơ chế đồng thuận đối với lại các những cái giao dịch đơn giản. Những cái giao dịch độc lập như là chuyển token qua lại những các địa chỉ ví khác nhau này sẽ được hoàn thành gần như tức khắc.
Thì ưu điểm của cái cặp cơ chế đồng thuận này là nó có thể giúp Sui xử lý những cái vấn đề như là tăng vọt về độ trễ trước khi xử lý giao dịch đối với lại những cái blockchain đang thử nghiệm cái việc tăng block size, hay là những cái blockchain đang có khả năng xử lý giao dịch gọi là nhanh nhưng mà mempool và lại consensus của nó lại không thể theo kịp. Ok, thì nhìn chung lại á, thì vì cả hai dự án đều ra mắt trong khoảng thời gian downchain nên vẫn khá khó để có thể đánh giá được xem là cơ chế đồng thuận của Sui hay là Aptos sẽ thực sự hiệu quả hơn trong trường hợp là nó có nhiều người dùng sử dụng. Tuy nhiên á, những cái giải pháp mà hai dự án đang ứng dụng đều có tiềm năng phát triển khá lớn trong tương lai nhằm đáp ứng những cái yêu cầu thực tế của người dùng. Ok, đầu tiên thì hãy cùng mình đi qua những cái khái niệm cơ bản về Solana Runtime. Nói một cách đơn giản thì đây là một hệ thống giúp xử lý các giao dịch cùng lúc bằng cách nhóm chúng lại song song với nhau nhằm tăng cái thông lượng của mạng lưới. Một trong những cái đặc điểm nổi bật chính của Solana Runtime là khả năng xử lý các giao dịch cùng lúc. Và để làm được điều đó, Solana đã sử dụng công nghệ TPU, hay còn gọi là Transaction Processing Unit, để có thể thực thi được nhiều smart contract cùng lúc, do đó gia tăng đáng kể thông lượng của mạng lưới vì họ không cần thiết phải đưa các giao dịch rơi vào trạng thái chờ giống như là EVM blockchain. Và để làm được điều này, Solana Runtime đã tận dụng khá tốt cái thuật toán đồng thuận là BBFT và cả cơ chế đồng thuận Proof of History của mình. Tuy nhiên, thì việc Solana phải shutdown đến hơn 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022 đã khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về cái khả năng xử lý giao dịch của mạng lưới này. Vì suy cho cùng, từ trước đến nay á, hiếm có một dự án nào gặp phải nhiều sự cố đến mức phải dừng hoạt động cả mạng lưới giống như là Solana cả. Nhưng thực sự mà nói, thì việc Solana bị dừng không liên quan quá nhiều đến độ phi tập trung hay là tính bảo mật của Solana như nhiều người vẫn nghĩ, mà đơn giản chỉ là những cái lỗi phần mềm và việc mất kiểm soát cái độ congestion của mạng lưới. Với một blockchain đang trong giai đoạn tiên phong trong những cải tiến công nghệ và vẫn đang trong giai đoạn mainnet beta giống như Solana, thì những cái lỗi phát sinh như vậy theo mình là những cái điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, những cái lần mà shutdown không để lại quá nhiều những cái hậu quả đáng kể cho người dùng hay là cho mạng lưới, tới nay theo như mình làm phân tích thì vẫn chưa có những cái trường hợp nào báo bị mất tài sản do mạng lưới Solana phải shutdown. Sau khi vá xong lỗi và triển khai mạng lưới trở lại hoạt động bình thường thì số lượng giao dịch thành công vẫn giữ được ở mức trước khi shutdown. Điều này chứng minh rằng mạng lưới sau khi shutdown vẫn hoạt động bình thường và người dùng không vì là việc Solana shutdown mà sự ngừng cái sử dụng cái mạng lưới này. Thế còn Sui và Aptos thì sao? Một trong những công nghệ cốt lõi đằng sau sự nổi bật của cả Sui và Aptos phải nói đến chính là Parallel Execution. Parallel Execution là một cơ chế xử lý giao dịch đang được các blockchain L1 áp dụng rộng rãi nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tắc nghẽn mempool, làm giảm thông lượng của mạng lưới trên các blockchain EVM. Việc xử lý các giao dịch theo cơ chế song song, tức là họ có thể giải quyết nhiều giao dịch cùng một lúc để có thể tận dụng được tối đa sức mạnh của phần cứng của các node để cải thiện cái khả năng mở rộng của mạng lưới. Bên cạnh đó, trong những cái khung thời gian cao điểm, các node có thể xử lý nhiều giao dịch cùng lúc để giảm áp lực trực tiếp lên mạng lưới. Một cái ưu điểm khác của phương pháp này nằm ở việc là cải thiện cái độ trễ khi xác thực giao dịch. Việc này cũng dựa trên sự tận dụng được tối đa cái tài nguyên của phần cứng như mình đã đề cập ở trên. Các giao dịch sẽ không cần thiết phải xếp hàng dài, hàng chục, hàng trăm block hay phải chạy thêm một lượng phí đắt đỏ để được ưu tiên nữa. Một khi đảm bảo được độ trễ thấp khi thực hiện các giao dịch thì Parallel Execution sẽ mở ra một cánh cửa cho những cái use case không thể thực hiện được trước đây. Thực tế thì concept Parallel Execution rất là đơn giản. Cơ chế hoạt động của nó được xem như là nhận diện xem những cái giao dịch nào không phụ thuộc vào nhau và có thể xử lý những cái giao dịch đó đồng thời. Điểm mấu chốt ở đây á thì chỉ là làm sao để biết được những cái giao dịch nào phụ thuộc vào nhau và những cái giao dịch nào thì không. Cả Sui và Aptos đều có những cái phương pháp riêng của mình đối với lại cái vấn đề xác thực này. Ok, thì nhìn chung lại, cả Aptos và Sui đây là những dự án đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng crypto trong khoảng thời gian vừa qua, khi đã hoàn thành nhiều những cái vòng gọi vốn trị giá hàng trăm triệu đô với định giá dự án lên đến hàng tỷ đô dù cho thị trường vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, cả hai đều được kỳ vọng sẽ trở thành những Solana killer trong chu kỳ tới với những cải tiến về mặt công nghệ hứa hẹn sẽ có thể khắc phục được những cái nhược điểm mà Solana còn mắc phải trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn phải nhìn vào câu chuyện thực tế trước khi hướng đến câu chuyện mai sau. Solana Summer 2021 là thứ mà nhiều anh em trong thị trường crypto khó có thể quên được. Hệ sinh thái Solana bùng nổ và tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo đó là giá Sol liên tục phá đỉnh trong mùa hè đó. Đã từng có thời điểm mà người ta ví Solana như một dự án có thể trở thành một Ethereum killer mới trong tương lai. Tất nhiên là cùng với sự khó khăn và đi xuống của thị trường crypto nói chung, Solana cũng đã phải trải qua một giai đoạn downtrend khắc nghiệt, chưa kể đến sự sụp đổ của đế chế FTX, một trong những đơn vị hậu thuẫn lớn nhất của Solana đã phá sản, khiến cho dự án này gặp không ít khó khăn và tưởng chừng như đã đến bờ vực của sự sụp đổ với những cái lần shutdown liên tục. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn đã trở lại và vẫn tiếp tục cố gắng phát triển mạng lưới cũng như là cộng đồng Solana trên toàn thế giới. Có lẽ trong tương lai, một ngày nào đó, Solana sẽ lấy lại được những cái hào quang rực rỡ năm xưa của mình. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các anh em đã xem đến cuối video.
Nếu anh em cảm thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coi 68 TV nhé.